Chào các bạn đã đến với bộ giáo trình hướng dẫn thanh nhạc của mình. Mình là thầy Phong Hai Nốt, mình chuyên về giảng dạy thanh nhạc và ca hát. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ giáo trình mà mình biên soạn ra để có thể giúp cho các bạn cải thiện được giọng hát của mình và tự tin hát được bất kỳ một bài hát nào mà các bạn yêu thích, các bạn mong muốn. Bộ giáo trình này sẽ giúp cho chúng ta cải thiện về giọng hát của mình, cải thiện về độ cao, độ thấp, quãng giọng của mình và cho chúng ta có những kiến thức về âm thanh, về vị trí âm thanh, về các khoảng vang. Bộ giáo trình này sẽ đi vào 6 chủ đề. Đầu tiên là chúng ta sẽ giới thiệu bao quát, khái quát về khoảng vang và các vị trí âm thanh và các khoảng vang. Trong mỗi cái bài tập chúng ta sẽ được tập luyện một cách cụ thể luôn. Chứ tôi không đi vào nói về lý thuyết quá nhiều, nhưng mà tôi sẽ đi vào hướng dẫn cho mọi người luyện thanh và cảm giác, cảm nhận về âm thanh đó để áp dụng vào trong bài hát một cách đơn giản nhất, không quá phức tạp. Tôi không đi vào những kỹ thuật quá phức tạp. Tôi đi vào những cái kỹ thuật và giúp cho mọi người có thể hát được, tự tin hát được một bài hát của mình, truyền tải cái cảm xúc của mình vào trong bài hát một cách thoải mái nhất, tự tin nhất. Đó là điều mà tôi mong muốn truyền tải vào trong bộ giáo trình này. Bộ giáo trình có tên là Hát Thoải Mái. À ok. Và sau đây tôi sẽ đi vào 5 cái khoảng vang chủ yếu. Đó là đầu tiên là bài vang miệng, vang ở miệng, khoảng vang ở miệng. Theo là vang ở mặt. Bài thứ 3 là vang ở cổ, khoảng vang ở cổ. Đây là những bài tập rất là quan trọng. Khoảng vang ở cổ là cái phần mà các bạn hay bị hát, bị bóp cổ lại đó. Thì đây là một cái bài tập rất là có ích cho các bạn để các bạn có thể áp dụng vào trong việc ca hát của mình. Mà hạn chế việc bóp cổ lại, chúng ta mất giọng thì chúng ta sẽ không hát tốt. Và những bài tập này giúp chúng ta bảo vệ giọng hát của mình, bảo vệ giọng hát của mình trong quá trình tập luyện ca hát, tập thể hiện cái đam mê của mình với một cái cường độ cao. Đó, cực kỳ quan trọng nha, bảo vệ giọng hát của mình. Tiếp theo là vang ở ngực. Và cuối cùng là vang ở đầu, đó gọi là vang ốc. Các khoảng vang này sẽ làm cho giọng hát của mình hát hay hơn, thoải mái hơn. Và trong cái quá trình tập luyện, các bạn sẽ làm quen với những kỹ thuật này, quen với những âm thanh này, và các bạn sẽ càng ngày càng tự tin trong việc ca hát của mình và dám trình diễn những ca khúc và dám đứng ra thể hiện cái cá tính của mình trước mọi người bởi giọng hát. Thì các bạn hãy học thanh nhạc để hạnh phúc hơn.